vị trí cân bằng theo chiều âm à, mà tại vị trí cân bằng thì thì ly độ và gia tốc bằng không vậy đáp án ở đây ra được câu d Đấy. rất là nhiều bạn sai câu này nhé các em để ý giùm thầy ở đây là vận tốc chứ không phải tốc độ các em cần phân biệt cho thầy là vận tốc khác tốc độ là cho dao động điều hòa có phương trình x bằng a cos omega t cộng phi. Pha dao động của vật là người ta hỏi pha dao động. Để các em lưu ý nha. Pha dao động chứ không phải là pha ban đầu. Và đi pha dao động ở đây đáp án là câu e. Được chưa? Rồi câu 2. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi. Biểu thức vận tốc là. Và đi chúng ta sẽ có là v thì bằng đạo hàm của x theo thời gian đúng không v bằng đạo hàm của x theo thời gian và đáp án ở đây các em sẽ được là v bằng gì ạ bằng trừ a omega sin của omega t cộng phi là chúng ta vừa nhắc lại về đáp án ở đây các em được câu c nhé đáp án em được câu c câu số 3 một con lắc đơn dao động điều hòa tần số dao động của con lắc đơn được tính bằng công thức tần số nhé các em chú ý đề tần số đúng không Vậy đáp án ở đây của chúng ta được là gì ạ? Thì tần số của con lắc đơn chính là đáp án là câu là câu B đúng không? Là câu B thì chia các em, rất là dễ thôi. Rồi câu 4. Một con lắc lò xo so có tần số dao động riêng là F0, dao động cứng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số F. Khi xảy ra cộng hưởng thì đúng không? Vậy thì đi, điều kiện để xảy ra cộng hưởng tức là tần số của ngoại lực phải bằng tần số riêng Vậy đáp án ở đây ta được là câu B. Đó, đáp án là câu B. Rồi, tiếp tục câu số 5. Trong dao động điều hòa khi vận tốc của vật cực tiểu thì đúng không? Vận tốc cực tiểu các em nhé. Về vận tốc cực tiểu ở đây là vận tốc. Vậy chúng ta nhớ là cái vận tốc cực tiểu đúng không? Vận tốc sẽ cực tiểu là tại vị trí cân bằng và đi theo chiều âm các em cần phân biệt được vận tốc và tốc độ nhé. Được chưa? Tốc độ cực tiểu tức là bằng không nhưng mà vận tốc cực tiểu thì chỉ bằng trừ omega. e à. Vậy thì ở đây nó sẽ là đi qua cái vị trí cân bằng theo chiều âm, đúng không? Vị trí cân bằng theo chiều âm. À. Mà tại vị trí cân bằng thì thì ly độ và gia tốc bằng không. Vậy đáp án ở đây ta được câu D. Đấy. Rất là nhiều bạn sai câu này nhé, các em để ý giùm thầy. Ở đây là vận tốc chứ không phải tốc độ Các em cần phân biệt cho thầy là vận tốc khác tốc độ Rồi câu 6 này Một vật dao động tắt dần Thì đại lượng là sau đây liên tục giảm theo thời gian Vậy đáp án ở đây là câu D Biên độ đúng không dao động tắt dần là dao động có biên độ Và cơ năng giảm dần theo thời gian Ta tiếp tục câu 7 Một con lắc nò so dao động điều hòa Khi vật đi qua vị trí cân bằng để qua vị trí cân bằng các em nhé. Câu E, cơ năng bằng hai lần động năng là sai. Khi qua vị trí cân bằng thì động năng cực đại, do đó cơ năng bằng động năng. Câu B, gia tốc có độ lớn cực đại, sai, đúng không? Ở vị trí cân bằng gia tốc bằng 0, vậy nên là câu B này sai. Còn tốc độ cực đại. Rồi, câu C là vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc bằng 0, đúng. Câu D lực kéo về cực đại là sai các em nhé. Ở vị trí cân bằng thì lực kéo về bằng 0. Tiếp tục câu số 8. Nhận xét nào sau đây về biên độ dao động tổng hợp là không đúng? Vậy các em có công thức biên độ động tổng hợp là gì ạ? A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng với 2 lần A1A2. Đúng không? cốt delta phi Vậy rõ ràng nhìn một công thức này các em thấy là nó không phụ thuộc vào tần số. Vậy nên đáp án ở đây câu D là sai. Phụ thuộc vào tần số là sai. Rồi câu 9. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và ngược pha với nhau. Biên độ tổng hợp bằng. Được chưa? Biên độ tổng hợp bằng. Vì ở đây là nó ngược pha. Đúng không? Ngược pha chúng ta được đáp án là câu gì đây là câu D, đúng không? A sẽ bằng trị tuyệt đối của A1 A2. Rồi, tiếp tục câu số 10. Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là. Vậy thì các em thấy là động năng sẽ bằng thế năng ở vị trí nào ạ? Động năng bằng thế năng, đúng không? Ở vị trí x bằng cộng trừ a trên a căn 2 chia 2. Đúng không? Vậy thì đi từ vị trí đó, đi từ vị trí đó, giữa hai lần động năng bằng thế năng đó, đi từ vị trí trừ a trên a căn 2 chia 2 cho tới vị trí a căn 2 chia 2. Đúng không? Vậy đi từ đây đến đây là chúng ta có là t trên 4. Hoặc là đi từ vị trí A căn 2 chia 2 ra biên rồi vòng về Thì cũng là T trên 4 à, Cũng là T trên 4 Vậy đáp án ở đây ta được câu B các em nhé Chúng ta nhớ nhanh thôi thầy Là thời gian giữa hai lần liên tiếp Động năng bằng thế năng là T trên 4 Rồi câu số 11 Cho một vật dao động với Phương trình x bằng 8 cốt của 2 pi t Biên độ dao động của vật này thì biên độ đây dễ dàng các em nhìn đó là đáp án là câu C 8 đúng không ạ? Dễ dàng nhìn được 8 Rồi câu 12 Một con lắc đơn có chiều dài L Đang dao động điều hòa với phương trình S bằng S0 cos omega t cộng phi Và S0 dương Và thì cái biểu thức nào sau đây đúng nào? Vậy thì các em nhớ là gì ạ? Là alpha 0 thì bằng S0 chia L và gì đây ạ? Và S0 thì bằng alpha0 nhân L. Trong đó các em nhớ ở đây là alpha0 phải tính theo đơn vị radian nhé. Vậy đáp án ở đây ta chọn câu D. Ta tiếp tục với câu 13. Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là Vmax, tần số omega. Hệ thức liên hệ giữa ly độ x và vận tốc V là vì ở đây chúng ta sẽ nhớ tới công thức độc lập thời gian giữa x và v. Đúng không? Chúng ta có là gì ạ? Là a bình bằng x bình cộng v bình chia omega bình. Vậy tan nhân nào tương đương với omega bình a bình thì bằng x bình cộng v bình. Thì xin lỗi nào ở đây là x bình nhân omega bình cộng v bình. Đúng không? Vậy thì Omega bình a bình chính là v mắc bình, Đấy, bằng x bình cộng với omega ôm... x bình nhân với omega bình cộng v bình. Vậy do đó ở đây ta suy ra v v bình sẽ bằng v mắc bình mà trừ đi omega bình x bình. Vậy đáp án đúng ở đây ta được câu d. Vậy thì cái bài này chúng ta biến đổi một xíu nhé, bài này ta biến đổi một xíu. Câu số 14. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã. Thì ở đây chúng ta nhớ lại cho thầy về cái định nghĩa dao động duy trì là là người ta đã làm gì ạ? Đã tác dụng ngoại lực cùng chiều với chuyển động trong từng phần chu kỳ để làm gì ạ? Để cung cấp cái phần năng lượng đã mất do ma sát, tuy nhiên không làm thay đổi chu kỳ riêng. Đáp án ở đây chúng ta chọn câu C nhé. Ta tiếp tục với câu số 15. Trong dao động điều hòa con lắc nò so độ cứng K, khối lượng M biên độ A, mối liên hệ giữa vận tốc và ly độ tại thời điểm T là. Vậy chúng ta có công thức là gì ạ? Là A bình bằng X bình cộng V bình chia omega bình. Đúng không? Trong đó ở đây chúng ta có gì? Trong đó chúng ta có omega bình thì bằng K trên M. Đấy, vậy từ đây ta suy ra được là A bình sẽ bằng x bình cộng V bình chia K chia M. Đúng không? Vậy tức là ta được là gì? Là x bình cộng V bình nhân M chia K. Được chưa? V bình nhân M chia K. Vậy đáp án ở đây chúng ta sẽ được là câu D. Đã đáp án được là câu D. em nhé. Rồi câu 16 nào cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này giá trị lớn nhất ở đây các em chú ý là lớn nhất vậy thì lớn nhất khi nào ạ lớn nhất a sẽ lớn nhất khi mà cùng phe còn a sẽ nhỏ nhất khi ngược phe vậy thì lớn nhất khi cùng phe mà cùng pha thì delta phi của ta bằng 2 np 2 kp vậy đáp án là câu b được chưa? Còn nếu người ta hỏi nhỏ nhất, nhỏ nhất là ngược pha thì các em sẽ chọn đáp án là câu C nhá. Nhỏ nhất ngược pha chọn đáp án là câu C. Ta tiếp tục với câu số 17. Một dao động điều hòa có phương trình x bằng 5 cốt của 4 pi t cộng 0.5 pi. Biểu diễn dao động trên bằng một vectơ quay OM. Vectơ OM có tốc độ góc thì tốc độ góc chính là omega, đúng không? Vậy đáp án ở đây ta được là câu câu C đúng không? Tốc độ góc ở đây chính là omega các em nhé. Rồi câu số 18. Người ta hỏi là biên độ và pha ban đầu của dao động là. Vậy thì các em nhìn thấy là cái biên phương trình đây là x bằng trừ -5 cos 2 pt trừ -2p 2 pi trên 3. Ở đây có dấu trừ. Vậy chúng ta sẽ chuyển dấu trừ vào trong bởi vì biên độ là không có âm. 5 cốt của 2 pi t đúng không? Trừ 2 pi trên 3 rồi ta cộng thêm pi. Thế tức là bằng 5 cốt của 2 pi t rồi cộng pi trên 3. Đấy, vậy rõ ràng ở đây thì em thấy là biên độ là bằng 5 và pha ban đầu bằng pi phần 3. Ta chọn đáp án C. Rồi, ta tiếp tục câu số 19 một dao động điều hòa thực hiện 5 dao động toàn phần hết 0,5 giây chu kỳ lẻ. Vậy các em nhớ thầy cái công thức tính là gì ạ? Chu kỳ T đúng không? Thì sẽ bằng T chia N đúng không? Bằng thời gian thực hiện được chia số động vậy là 0,5 chia cho 5 đúng không? Đấy 0,5 chia 5. Đấy, thì chính là bằng 0,1 đấy. Vậy đáp án là câu A. Để bấm máy tính cho vui các em nhé. Rồi, câu 20. Một vật một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục OX với phương trình x bằng 10 cốt của 20 pt. Quãng đường nó đi được trong một chu kỳ, một chu kỳ các em nhé. Vì quãng đường trong một chu kỳ là bao nhiêu các em nhỉ? chúng ta nhớ lại. Thì quãng đường đi được trong một chu kỳ thì S bằng 4 này. Đúng không? S bằng 4A Trong nửa chu kỳ là 2A Một chu kỳ là 4A Vậy là 4 x 10 là bằng 40cm Đã đoán có câu B Ta tiếp tục với câu 21 Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10 radian trên dây Khi chất điểm qua ly độ x bằng 4 Thì tốc độ là 30 Hỏi biên độ là? Vì ở đây bài này người ta cho cho x và cho v cho omega nữa, yêu cầu tìm a. Thì chúng ta sẽ nhớ tới công thức là liên hệ giữa x và v tức là độc lập giữa x và v. Tức là a ở đây là a bình bằng x bình cộng v bình chia omega bình. Đúng không? Vậy từ đây ta bấm. Là x bình là 4 bình, đúng không? Cộng với v bình là 30 bình chia cho omega là 10 bình. lấy à, căn đúng không? Thì ta được A bằng 5. Vậy đáp án là câu C. Đáp án là câu C các em nhé. Ta tiếp tục với câu số 22. Một vật dao động điều hòa có phương trình A bằng trừ 10 pi tất cả bình x tần số bằng. Vậy thì ở đây là chúng ta thấy là cái phương trình này là thể hiện mối liên hệ giữa A và x. Chúng ta sẽ nhớ tới công thức là gì ạ A bằng Trừ omega bình x Đúng không các em A bằng trừ omega bình x Vậy so sánh thì các em thấy là cái Omega phải bằng 10 pi Vậy do đó ở đây tần số F Thì bằng omega chia 2 pi Là bằng 5H Đã đáp án là câu C Được chưa các em Đã Đáp án là câu C Ta tiếp tục với câu số 23. Một con lắc nò so khi dao động điều hòa thì thấy chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất. Lớn nhất là L mắc. Nhỏ nhất là L min. Đúng không? Yêu cầu tìm biên độ. Để chúng ta nhớ đến công thức nào ạ? A sẽ bằng gì ạ? L -max này. Trừ L min này. Mà chia 2. Đúng không? Vậy tức là 34 trừ 26 chia 2. Đấy, 34 trừ 26 rồi chia 2 là ra được 4 cm. Để đáp án ở đây ta được câu C. Được chưa ạ? A thì luôn bằng L min trừ được, L mắc trừ L min chia 2 các em nhé. Rất là dễ đúng không? Ta tiếp tục với câu 24. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi ở thời điểm T bằng 0 thì li độ x bằng A trên 2 và đi theo chiều âm. Hỏi giá trị phi bằng. Vậy thì các em thấy là chúng ta sẽ sẽ có là tại T bằng 0. Thì chúng ta có x bằng gì ạ? A cốt phi. Vậy do đó chúng ta được phi bằng độ lớn của phi sẽ bằng A cốt của x chia A. Đúng không? Vậy tức là bằng A cốt. X ở đây là ta được là A trên 2 chia cho A Vậy là A trên 2 chia A là 1 phần 2 ấy. Ta bấm là shift code Đó, A code là shift code Của x chia A là, là 1 phần 2 Vậy là bằng pi trên 3 Do ở đây đang đi theo chiều âm Đúng không? V âm Nên là phi sẽ dương Vậy đáp án ở đây ta sẽ được là phi sẽ bằng dương pi trên 3. Đáp án là câu D. Được chưa? Dương pi trên 3 đáp án là câu D. Ta tiếp tục với câu 25. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc 40 radian trên dây, đường kính 5 cm. Hình chiếu của vật lên đường kính dao động điều hòa với gia tốc cực đại là. Và thì ở đây các em chú ý là người ta cho đường kính. Vậy thì khi một vật chuyển động tròn đều trên cái đường kính 5 thì cái biên độ A bằng bán kính thì chính là bằng đường kính chia 2. Đúng không? Chính là bằng 2,5 cm là bằng 0,025 m. Vậy do đó ở đây chúng ta được là gia tốc cực đại A mắc là bằng omega bình E. Tức là bằng 40 bình nhân 0,025. Vậy là 40 bình nhân 0,025. Vậy ta được là 40. Và đơn vị ở đây là mét trên dây bình. Em nhé. Được chưa? 40. Thì các em lưu ý ở đây là đường kính đúng không? Thì sẽ bằng hai lần biên độ nhé. Bởi vì biên độ bằng bán kính mà. Tiếp tục câu 26. Một con lắc lò xo so gồm vật nhỏ khối lượng 400 g Lò xo so khối lượng không đáng kể và độ cứng là 100 Newton trên mét. dao động điều hòa theo phương ngang. Hỏi chu kỳ bằng. Ở đây người ta lấy G bằng pi bình bằng 10. Vậy tức là cái căn 10 để các em thay bằng gì đấy pi các em thay bằng căn 10, căn 10 thay bằng pi. Và chúng ta có chu kỳ của con lắc lò xo T bằng 2 pi gì ạ? căn m trên k nhé, căn m trên k. Tức là 2 pi căn của 0,4 chia cho 100. Các em nhớ là m các em phải đổi ra đơn vị kg. Vậy ta bấm máy này, 2 này. pi ta về thay bằng căn 10 các em nhé. À, nhân với căn bậc hai của m là 0,4 chia k là chia 100. Vậy ta đã được là 0,4 giây. Vậy đáp án ta chọn đây là câu E. Được chưa? Đáp án ta chọn là câu E các em nhé. Đấy. Câu 27 một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo 8 cm. Vậy quỹ đạo 8 cm ở đây chính là chiều dài L. Tần số 2 thời gian ngắn nhất đi từ 2 cho đến chữ -2. Và đi ở đây ta thấy rằng đề đang cho là L bằng 8. Vậy tức là cái biên độ ở đây thì sẽ bằng L chia 2 là bằng 4 cm. Và đi cái bài này chúng ta sẽ ứng dụng cái 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 răng lạc tức là chúng ta ứng dụng trục thời gian để chúng ta giải. Vậy thì biên độ ở đây là 4. À, biên độ là 4. Vậy thì nó sẽ đi từ vị trí 2 cho đến vị trí trừ 2. Đúng không? Vậy thì biên độ là 4 thì vị trí 2 sẽ là vị trí A chia 2. Đúng không? Vậy đó sẽ đi từ vị trí 2 sang vị trí trừ 2. Ngắn nhất. Vậy thì các em thấy là theo cái 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 trục thời gian thì chúng ta sẽ có là từ A trên 2 về 0 là T chia 12. Từ 0 sang trừ A trên 2 là T trên 12 nữa. Vậy do đó ở đây chúng ta được là gì ạ? là delta t là bằng 2 lần t trên 12 là t trên 6. Tức là 1 phần 6f. Đó. Và f ở đây là bằng 2, vậy tức là 1 phần 12 giây. Vậy là 1 chia 12 thì ta đã được là 0,833 tức là câu A. Để chia các em. 0,833 là câu A. Câu 28. Câu 28 đề cho lò xo so có độ cứng là 20 dao động với biên độ 5 cm khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì nó có động năng bằng vì kem nhớ cái công thức động năng đúng không động năng thì sẽ bằng cơ năng trừ thế năng đúng không ạ? cơ năng bằng gì ạ bằng 1/2 ka bình còn thế năng bằng 1/2 kx bình Vậy thì khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm, tức là ở đây là ta coi như là x đang bằng 4. Vậy ta thay vào nhé. 1/2k là 20. A ở đây bắt buộc em phải đổi ra mét. Tính năng lượng và tính lực là phải đổi ra mét. Rồi x ở đây 4 cm đổi ra mét. À ta bấm 1/2 là x x 0.5 nhân 20 nhân với 0.05 bình trừ đi 0,04 bình. Vậy ta được là 9 x 10 mũ trừ 3 tức là 0,009. Vậy đáp án là câu D. Được chưa các em? Đáp án là câu D. Câu 29. Hai con lắc đơn có cùng chiều dài nhé. Cùng chiều dài. Đấy đúng không? M2 bằng 4 lần M1 trong cùng khoảng thời gian. Thì con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 30 dao động. Vì ở đây các em chú ý là là cùng chiều dài và khối lượng khác nhau. Vậy các em nhớ là chu kỳ con lắc đơn là T bằng gì? Đúng không? T sẽ bằng 2 pi căn L chia g, không phụ thuộc vào m. Vậy do đó ở đây là cùng chiều dài thì T sẽ bằng nhau. Đấy, tức là T1 sẽ bằng T2. Đúng không? T1 bằng T2 thì suy ra cái số dao động N1 sẽ bằng N2. Đúng không? Bởi vì cùng khoảng thời gian vì T1 bằng T2 nên N1 bằng N2. Về đáp án ở đây các em được câu C. Rất nhiều bạn làm sai các em nhé. Rất nhiều bạn làm sai. Rất nhiều bạn chọn câu A đấy. Hoặc là chọn câu D đấy. Gấp 2 lần, gấp 4 lần để các em để ý rồi nhớ là con đắc đơn là không phụ thuộc khối lượng nha câu 30 này một vật tham gia đồng thời hai dao động à, x1 bằng trừ 2 cốt của 2 pt và x2 bằng 2 sin 2 pt cộng pi trên 6 yêu cầu tìm tốc độ cực đại thì đây các em thấy là chúng ta cần phải đổi x1 với x2 về dạng chuẩn của nó đã đúng không thì tốc độ cực đại là Vmax bằng omega nhân a rồi. Vậy tức là chúng ta phải đi tổng hợp dao động để chúng ta tìm a đấy. Vậy chúng ta sẽ có là gì nào? X1 sẽ bằng 2 cốt của 2 pt cộng pi chuyển dấu trừ vào trong bằng cộng thêm pi hoặc trừ pi cũng được. X2 sẽ bằng 2 cốt chuyển từ sin sang cốt là gì các em nhỉ? Chuyển từ sin sang cốt là chúng ta trừ pi trên 2. Vậy là pi trên 6 trừ pi chia 2. Vậy ra được là trừ pi trên 3. Đúng không? Vậy sau đó ở đây chúng ta được là gì? Là x sẽ bằng x1 cộng x2. Đó, là bằng 2 móc pi cộng với 2 móc của trừ pi trên 3. Để ta bấm số phức nhé. Nào ta thao tác trên máy tính bằng cách là đầu tiên là máy tính chúng ta để chế độ radian trước đó máy tính để radian trước ta bấm là menu 2 đúng không để chuyển về dạng phức ta bấm 2 ship đúng không n g bấm pi rồi cộng với 2 ship g bấm trừ pi trên 3 bấm bằng ta bấm optn bấm sổ xuống, bấm 1 bằng. Vậy là được 2 móc của trừ 2 pi trên 3. Vậy do đó ở đây ta thấy rằng biên độ tổng hợp sẽ là 2 cm. Vậy do đó ở đây V mắc à, tốc độ cực đại omega nhân e. Đúng không? Omega nhân e thì là bằng 2 pi đúng không? Nhân a là 2, vậy là 4 pi cm trên dây. Vậy tức là 4 pi là bao nhiêu? 4 pi. À, là bằng 12,57. Để đáp án ở đây ta được là câu E. Cả chưa các em? Đáp án là câu E nhé. Hoặc là bạn nào ở đây không thích dùng số phức, dùng bấm máy tính thì chúng ta có thể gì ạ? Có thể dùng công thức các em nhé. Ta tiếp tục với câu 31. Một con lắc đơn có chiều dài L thì chu kỳ là T khi tăng chiều dài thêm hãy tăng thêm thì các em phải cộng nhé rồi cũng treo ở vị trí ấy thì chu kỳ là là 2t tức là cùng vị trí là cùng g đấy yêu cầu tìm l về ở đây các em thấy là g giống nhau ta lập tỷ lệ là gì ạ là t phải chia t đúng không thì sẽ bằng căn của gì ạ l phải chia l bởi vì t là tỷ lệ với căn bậc hai của chiều dài Vậy điều này tương đương với 2T chia T Thì bằng căn của Đúng không? L phải ở đây sẽ bằng L cộng thêm 0,9 0,9 mét Bởi vì ở đây là tăng thêm Thì chúng ta sẽ cộng Rồi chia cho L Đấy, Vậy T với T mất đi Người ta bấm máy tính được ra L 2 này Alpha bằng này Căn bậc 2 của X cộng 0,9 Chia X rồi, ship côn bằng 0,3. 3 tức là 30 cm. Rồi đáp án ở đây kèm được câu B. Đó, đáp án kèm được câu B nhé. Ta tiếp tục với câu 32. Đúng, 32. Để cho dao động với phương trình x bằng 5 cốt 2 pi t cộng P trên 2. Động năng biến thiên với chu kỳ là Rồi Thì các em nhớ là động năng sẽ biến thiên với chu kỳ là t phẩy đúng không bằng t chia hai đúng không động năng sẽ biến thiên với t phẩy là t trên hai omega phẩy bằng hai omega f phẩy bằng hai f về đây chúng ta phải đi tính t đó đúng không t sẽ bằng hai pi trên omega là hai pi chia cho hai pi là bằng một giây nếu bạn nào chọn một là sai các em ạ mà ở đây chúng ta phải chọn là gì ạ không phải năm bởi vì động năng đúng không động năng sẽ biến thiên với chu kỳ là t phải bằng t trên 2. Để các em lưu ý không sai nhé câu 33 một con lắc đơn có vật nặng khối lượng 200 g chiều dài 2 m tại nơi có g bằng 10 m trên dây bình và biên độ góc 8 độ năng lượng dao động là vậy thì ở đây năng lượng con lắc đơn thì chúng ta có hai cách tính đó cách một là gì ạ E sẽ bằng MGL 1 trừ đi cốt alpha 0. Ta thay vào. M là 0,2 nhân L. Đúng không? Nhân L là là 2 mét. Là G là 10 này. L là 2 mét này. 1 trừ đi cốt 8 độ. Đúng không? Cốt 8 độ. Hoặc cách 2 ở đây. Chúng ta có thể sử dụng là E bằng 1 phần 2 MGL alpha không bình. Tính theo cách này thì alpha 0 các em phải để chế độ radian nhá, các em phải để sang radian. Vậy đề là 1/2 này m nhân 0.2 nhân 10 nhân 2 nhân với 8 alpha 0 bình thì ta đã không để là 8 bình được. Ta phải đổi sang radian là 8 nhân pi chia 180 tất cả bình. Đấy, được chưa? Để ta bấm máy tính các em nhé. Đấy, bấm cả hai cách Tuy nhiên cách một ấy, cách 1 thì các em phải để ý là cái máy tính ta phải để chế độ độ. Còn cách 2 thì alpha không phải đổi sang radian. Vậy ta sẽ được là 1 phần 2 đúng không? Nhân 0,2 nhân 10 nhân 2 nhân với 8 pi chia 180 tất cả bình Đúng không? Vậy đáp án ở đây chúng ta được là câu gì ạ? Đấy 0,038. Đấy 39 các em nhé. Đấy xấp xỉ là 0,039. Vậy đáp án là câu B. Vậy các em chú ý này, cái cách 1 chúng ta dùng cho mọi trường hợp. Còn cách 2 chúng ta chỉ dùng khi góc alpha 0 nhỏ hơn 10 độ thôi. Ở đây là 8 độ ta dùng được cả hai cách. Đấy còn cách 1 dùng cho cách 1 thì dùng được cho cả hai trường hợp còn cách hai thì chỉ dùng khi mà góc alpha nhỏ tức là dao động điều hòa thôi các em nhé